khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Trong phần thứ tư của chương trình, chúng tôi có một vị khách mời, đó là ông Vũ Mạnh Phát, một cư dân tại Westminster và là một trong những người chủ của cái căn Mobile Home ở trong cái vùng Royal Garden, phải không ạ? Đúng rồi. Và hiện nay ông cũng là một người phó chủ tịch đại diện cho Liên hiệp các cư dân trong Mobile Home, trong cả Orange County luôn. Lý do mà chúng tôi mời ông chú Phát trở lại trong chương trình là để chúng cùng tham gia vào để phân tích các dự luật quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm 2018 tại California. Và trong những dự luật đó thì có một dự luật mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện đến những người thuê nhà cũng như là những người chủ nhà có nhà cho thuê, đó là cái dự luật số 10. Trước khi đi vào chi tiết cái dự luật số 10 thì chú Quân có nghĩ có cần phải lướt qua một những dự luật nào tôi thấy khác là... quan trọng? Ở đây đó thì tôi thấy là ở đây quý vị có tất cả là 12 cái dự luật mà người ta đưa cho dân chúng bầu. Dự luật số 1 đó. Đó là ở cấp tiểu bang thôi đó. Ở cấp tiểu bang này đó, chúng ta nói về tiểu bang California đó. Dự luật số 1 để cho phép dùng công cổ phiếu để xây nhà cho những cái người, nghĩa là các cái căn hộ mà rẻ tiền. Cái thứ hai đó, dùng công cổ phiếu để cho người ta xây dựng các nhà thương cho trẻ em, là Children Hospital, là dự luật số 4 đó. Số 1, số 4. Dự luật số 6 đó là bớt thuế xăng để cho có thể, nghĩa là tái xây dựng lại các cái đường phố của hạ tầng cơ sở của California. Dự luật số 8 đó là không có được tăng giá về cái vấn đề mà lọc máu mà lọc thận đó. Luật số 10 đó là cho kiểm soát giá nhà cho thuê. Đó là những cái dự luật mà tôi muốn quý vị để ý và chấp thuận cái đó. Tại vì cái này đó là mình làm, ví dụ như luật số 4 là cho nhà thương trẻ em thì có lợi cho trẻ em, không phải là chỉ nói có Việt chung Nam thì không, nhưng mà 4 đó dự luật đầu tiên từ 1 đến 4 nó liên hệ đến vấn đề tiền bạc. Nó cho phép chính phủ tiểu bang được quyền bán công cổ phiếu ha, với một cái tổng số nợ mới khoảng chừng 14 tỷ. Đương nhiên là những người mà có cái khuynh hướng gọi là muốn thắt lưng buộc bụng á, là cũng đưa vấn đề là cái nợ của tiểu bang California hiện giờ nó đang ở cái mức khoảng 80 tỷ. Và cái số công cổ phiếu mà chuẩn bị bán ra thêm mấy chục tỷ nữa đã được cho phép trước đây rồi. Cho nên nếu bây giờ mà thông qua 4 dự luật này thì nó lại làm tăng cái nợ của tiểu bang lên. Và nếu mà trả không nổi thì nó tuy nhiên là ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của tiểu bang. Thì quý vị cũng biết tiểu bang California không phải là thiếu tiền. Cái đó mình phải thấy là trong tiểu bang này là nó có là thặng dư chứ không phải là nghĩa là thiếu về vấn đề ngân sách, thành ra có thể làm được cái chuyện này. Tại vì khi mình lo cho trẻ em là mình lo cho tương lai, mình lo cho những người không có nhà đó, thì cũng mình cũng lo cho xã hội, cho dân chúng ở đây chứ đâu có lo cho ai đâu mà sợ. Thì lẽ dĩ nhiên là những cái dự luật đó nó sẽ giúp cả cộng đồng Việt Nam ở trong này. Mình thấy những cái chuyện đó là những cái chuyện quan trọng. Mà cái dự luật quan trọng đó là tôi thấy là cái dự luật số 10 đó là kiểm soát vấn đề mà cho như là thuê nhà đó. Thì ở đây để đó tóm tắt lại cái dự luật số 10 đó thì hiện nay và theo luật hiện giờ, trước khi mà có cái dự luật số 10 này thì tiểu bang ở tại tiểu bang California cái quyền mà kiểm các thành phố vẫn được quyền kiểm soát cái vẫn có cái quyền ra luật để kiểm soát giá nhà cho thuê, phải không ạ? Không, chính thực ra tức là năm 1995 ra cái luật Costa-Hawkins thì tức là nó lấy cái quyền của những chính quyền địa phương lên trở thành là tiểu bang. Thành ra là những chính quyền địa phương không có quyền ra những cái luật rent control về thí dụ như apartment hay là nhà tư đó. Thì đấy, tức là nó rút cái đó về. Cái luật 10 đó thì trở lại cho cái quyền của những chính quyền địa phương ra cái luật kiểm soát sự tăng giá ở những cái loại như là apartment hay là cái resident, tức là những cái nhà tư đó. Nhưng mà riêng về cái vấn đề mobile home thì nó là một cái vấn đề khác. Tức là mobile home đó nó không bị ảnh hưởng bởi cái luật Costa-Hawkins. Bởi vì là những cái khu mobile home phần lớn là xây trước năm 1975 hết. Nói chung năm 70-75 thôi. Vì đạo luật Costa-Hawkins nó chỉ giới hạn trong 3 trường hợp.
cụ thể không ạ? Thứ nhất là tất cả những khu apartment mà xây sau năm 95. Đúng rồi. Thứ nhì là nhà riêng. Đúng rồi. Nếu là nhà riêng thì chính quyền địa phương không được kiểm soát. Và thứ ba nữa là cái người chủ nhà một khi mà đổi người tenant thì có được quyền tăng theo giá thị trường. Đúng rồi. Cái việc kiểm soát nó chỉ ảnh hưởng đến những người đang ở đó thôi. Đúng rồi. Thì tôi thấy cái đó là một cái luật do nghĩa là quốc hội của tiểu bang làm. Cái này đó là mình phải nói là quốc hội tiểu bang 7. Tại sao họ ra cái luật này mà tại sao mà không dám làm, không dám bỏ? Thì lại đưa ra proposition số 10. Là vì họ, như là mình nói là họ nhát hay là họ sợ mang tiếng. Thì ở đây đó đi vào cái luật của vấn đề mobile home cũng vậy, các nghĩa là ứng cử viên ra tranh cử né, không có dám nói là cái này là vì cái luật Hawkins nó không ra, nhưng mà có ông nào làm đâu. Tôi thấy là nhờ như vậy, cái chuyện quay trở lại là các thành phố ở Orange County như là Westminster, Garden Grove, Fountain Valley rồi, đã có thành phố nào có bao giờ cân nhắc cái chuyện mà kiểm soát giá cho thuê đất ở trong các khu mobile home? Chưa, chúng tôi đã lên thành phố mấy lần. Họ đều đổ cho cái vấn đề là Costa Hawkins. Cái đó là chứng tỏ là họ không nắm vững vấn đề hoặc là họ không có thành thật với chúng tôi. Chúng tôi có cái nêu ra cái điều 7 trong cái luật dân sự đó nói rõ ràng là các chính quyền địa phương có cái quyền ra tất cả những luật liên quan đến cái địa phương của mình, trong đó có kể cái vấn đề luật mobile home, chứ phải không? Tôi thấy là cái từ khi mà anh Phát lên đó tới bây giờ đó thì tôi thấy có một số lúc mà anh Phát lên đây lần đầu tiên đó, tôi chưa thấy chỉ có một người ra tranh cử là cô Bảo Anh, Samantha Bảo Anh. Samantha Bảo Anh là ủng hộ cái vấn đề kiểm soát tiện. Bây giờ đó thì thêm hai người nữa. Đúng. Đó, đúng. Thì đó là thêm hai người, đó là ông nào? Đây, chúng tôi nhận được cái tờ này, cái flyer này của anh Tạ Chí và Charlie Nguyễn. Thì đề trong này rõ ràng là đối với anh tranh Charlie Nguyễn là gì? Tranh đấu quyền lợi cho cư dân sống tại mobile home. Rất là rõ ràng. Còn ông Tạ Chí đó thì ít hơn. Giúp đỡ cư dân mobile home. Ít ra là nó có cái sự rõ ràng như thế. Mà mới chỉ có ba người này đã đề cập đến cái vấn đề mobile home. Còn những cái người khác thì không thấy nói cái gì. Mà cái đó cũng dễ hiểu vì từ xưa nay không ai nói cái gì hết. Theo tôi hiểu đó. Tại vì xưa nay tới giờ các ứng cử viên đâu có chương trình làm việc rồi ra rõ ràng đâu. Đương nhiên, không có lan trừng. Chúng ta sống trong cái kinh tế thị trường. Cho nên cái chữ mà rent control hay là bất cứ cái gì price control đó đều đó dễ gây cái sự diễn. Đúng rồi. Như có nhà kinh tế gia đây thì chúng ta biết nguyên tắc căn bản trong cung cái giá cung cầu thì nó nên là do cung với cầu gặp nhau. Đúng rồi. Thì tại sao chú lại gọi là cổ động cho cái việc mà kiểm soát giá nhà? Ở đây đó thì mình cũng hiểu đó. Quý vị nếu mà quý vị nhìn hơn lớn hơn nữa đó là tất cả California rất là thành công. Tiểu bang California thành công. Nhưng mà nó có một cái vấn đề. Cái vấn đề lớn nhất của tiểu bang California là gì? Homeless. Tại sao có vấn đề homeless? Là vì cái giá nhà nó quá cao. Mà quý vị hiểu đó là bây giờ đó quý vị có thể thấy một cái apartment, một cái chừng 3 phòng hay gì đó. Xin chút xíu, nhưng nếu mà mình kiểm soát giá cả đó, thì có sợ là những người nhà đầu tư họ lại ngại, họ không muốn phát triển thêm không? Đúng, có, nhưng mà bao giờ cũng vậy hết. Bao giờ khu vực tư đó họ cũng adjust, họ cũng theo cái ví dụ, đâu có phải nói là control hoài đâu, giữ cái giá hoài đâu, thì mỗi năm có thể hay là 2-3 năm có thể coi lại review cái vấn đề mà những cái chuyện gì ra có. Nhưng mà quý vị thấy như là tại mobile home của anh Phát nè tăng là 350%, thì coi nghe coi có được không, thì cái vấn đề này nếu mà không có chính phủ dính vô đó thì là họ có nhiều cái lạm dụng. Và theo kinh nghiệm của chú Phát trong lúc mà làm việc hay là nói chuyện với các ứng cử viên, ở Westminster thì có 12 hay 13 ứng cử viên vào thành phố không? 13 người. Họ có sợ cái chữ đó không? Thì thế này, thực sự ra đó là chúng tôi chưa thấy ai nói gì ngoài ba người này. Mà thực sự một cái người nói đó, thực sự đó là cô Samantha Bảo Anh thôi. Chứ còn hai người này đó, chúng tôi chỉ thấy trên cái giấy này thôi. Chúng tôi đã đề nghị mời hai vị này đến thứ bảy này
nói chuyện với chúng tôi để mà xác nhận là cái lập trường của quý vị về cái đề về hôn nhân thế nào. Thì mới có gọi điện thoại để hỏi, bởi vì có một cái người trong Mobile Home đó, quen biết người đó, hỏi mà có đồng ý không. Thì ông Tài Chí bảo ông ấy bận, ông không để đến họp được. Thành ra cái chuyện họp không thành. Thành ra chúng tôi chỉ căn cứ vào cái này để mà nghĩ rằng là đấy, có ít nhất là có hai người mà trên giấy tờ ủng hộ với chúng tôi. Nhưng mà anh Phát có sợ là bây giờ nếu mà người ta hứa vậy mà người ta không làm thì sao? Đấy là lý do tại sao chúng tôi muốn làm cái buổi họp ngày thứ bảy này, nhưng mà không thành. Thì cái đó là điều đáng tiếc, nhưng mà chúng tôi không biết làm sao cả. Và đương nhiên cái vấn đề này nó cũng là một cái chuyện sôi động tại trong các thành phố và địa phương, cho nên nó sẽ còn tiếp tục sau ngày bầu cử nữa. Đúng rồi. Từ giờ cho đến ngày thứ ba tuần tới thì thay mặt cho panel, chúng tôi cũng nhắc nhở cho tất cả các khán giả sống ở toàn nước Mỹ, và đặc biệt là các khán giả mà sống tại vùng các thành phố địa phương tại Orange County, nếu quý vị có phiếu mà chưa gửi vô thì xin nhớ gửi vào trước ngày, có lẽ là phải gửi vào trước ngày thứ bảy để bảo đảm là phiếu của mình sẽ đến phòng phiếu vào ngày thứ ba. Và nếu chưa thì chịu khó mang cái phiếu đó đến ngay cái phòng phiếu ngay trong khu vực của mình ngày thứ ba để nộp vô trong ngày thứ ba. Tôi đã làm nhiều lần như vậy rồi, thì quý vị cứ nhớ là nếu mà quý vị gửi không kịp cái ngày thứ ba quý vị tới mang cái đó tới, quý vị cũng có thể bầu được, chứ không có phải là cái đó là mình đưa cho người ta, nhưng mà cái chuyện đó là điền trước ở nhà và đem siêu lại ký tên. Thành ra cái chuyện đó là rất quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải thực hiện cái sức mạnh của chúng ta, sức mạnh thật đó, qua cái vấn đề đi bầu, chứ không có phải là thờ ơ. Nhiều người tại sao mà hồi xưa tại sao các ứng cử viên mà không có ra chương trình làm việc, tại vì chúng ta thờ ơ. Nếu mà chúng ta đi bầu, thành ra họ không có thể làm như vậy. Tôi thấy là đã có thay đổi rồi. Và chứ đây cũng nhắc với khán giả là Đài Loan Sài Gòn TV sẽ có một cái chương trình đặc biệt để về cuộc bầu cử quốc hội năm nay vào buổi tối ngày thứ ba, ngày 6 tháng 11 sắp tới. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ trở lại vào ngày và trong tuần tới để phân tích các kết quả các tất cả các cuộc bầu cử. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tuần Đàm Thời sự trong tuần này, và hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới.